Toyota Innova số tự động Venturer 2022 anh chị, xe đi chỉ mới có 17.000 cây nha. Nước sơn là màu trắng này, đăng ký biển số tại thành phố Hồ Chí Minh, một chủ sử dụng từ đầu. Ở đây anh chị này, phim cách nhiệt này, ốp tay nắm cửa, bộ về che mưa có trang bị sẵn hết luôn. Mâm vỏ xe ở đây thì rất là ít chì xước nha. Lớp xe của mình ở đây thì cui luôn anh chị. Bản của xe là ghế nỉ nha. Bên em có nâng cấp lên cho mình một bộ ghế da mới nguyên nha, chưa sử dụng luôn. Trần xe có hệ thống đèn led này, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ở phía sau. Vô lăng ốp gỗ mạ chrome này, đi chỉ 17.000 cây. Đề nổ start top này, màn hình trung tâm nâng cấp là của ZTEC tích hợp bản đồ chỉ đường, nói chung chạy hệ điều hành Android đó anh chị. Điều hòa mình chỉnh tự động, cân bằng điện tử, hộp số tự động 6 cấp, 2 chế độ lái, đi cùng với lại là phanh tay anh chị nha. Cam hành trình phía trước và đo áp suất lốp cũng được anh chủ trước nâng cấp lên cho mình luôn. Và em chào bán giá là 865 cho chiếc Innova Venturer 2022 này.